ui rồi kiếm cả bé tí như, như cái mắt mèo như này mà cũng ăn được à <laughs> cái hàng này là hàng hàng to nhưng mà cũng là rồi cũng là là dâm ủ rồi thế là 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 để cho khách người ta trồng công trình khác mấy hàng đánh thẳng đây dâm ủ hay là đánh thẳng đây đấy anh đang chảy này <laughs> Tôi biết nhưng cứ phải hỏi cho chắc Hôm qua là bọn dở hơi ấy, nó giờ bảo là lên hòa bình à, Nó để cho 500 nghìn một cây mới thế nọ thế kia à, Toàn cây đánh thẳng nó Đánh thẳng là là gì các bạn biết không Đánh thẳng tức là cây nó đang ở dưới ruộng nó bền vững theo thời gian ấy Ô anh chảy cho quả này đây là bưởi quế dương Còn bên này mới là bưởi diễn này Tôi bảo quê tôi thiếu mẹ gì bữa ấy Nhưng mà cái buổi này đáng nhẽ là phải phát trên 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 cái Facebook ấy Chứ còn phát trên tiktok thì là là các bạn không biết cái vụ cãi nhau hôm qua đấy không ấy follow anh tìm tìm được nơi mua phân bón chưa Ôi, phân bón thì đầy Chẳng qua là là nó chất lượng ra sao đây chứ còn đây bưởi mà 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 bà con um, cho lên chậu để bán tết đây nó khác mấy cái loại mà thằng dở hơi kia nó bảo lên hòa bình ta bán cho đây qua là cái thủy nó đăng một chậu chanh bán nẻ nhưng còn các bạn có phải mua được số lượng thì nó lại là câu chuyện khác nhưng mà thằng dở hơi hôm qua nó lại so sánh là là cái uh, cái bưởi mấy cả cái chanh uh, ý đã ghép chanh rồi cho lên chậu rồi nó so với những cái cây mà còn ở dưới đất tức là cây cây như kiểu cây nhãn này này các bạn hình dung cây cây đánh thẳng nó như là cây nhãn này này còn đã đánh về đây để dâm ủ thì là nó có cái bầu và nó ra dễ già rồi đánh về thì khách người ta sẽ không bị ấy còn cây nào mà nó đã đánh về xong rồi nó trột nó như thế này này thì rõ ràng là người ta không mua hàng dâm ủ nó khác mấy cái hàng đánh thẳng hàng đánh thẳng như cây nhãn này này đây cho các bạn biết này đấy hàng đ... dâm ủ mấy hàng đánh thẳng còn bên này là bưởi quế dương Đấy thì các bạn biết là có những cây mà đánh về nó còn có tỉ lệ lỏng là, 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 là Tèo theo thời gian này này Các bạn nhìn thấy chưa Đây này Đấy, Thì là những cây chi phí như này còn hàng đánh thẳng nó khác Không hiểu đã Đại còn không hiểu cái vấn đề là cây đánh thẳng hay là cây dâm ủ Thì làm sao mà làm được cây Này còn bảo là làm cây 20 năm rồi Mấy ông ông lên mạng ông cứ hổ báo với mình Đây Mấy ông ấy cứ cứ hổ báo với mình Nhưng mà nói thật ra là các ông giá làm sao rẻ bằng tôi được Mẹ bây giờ lên tận đéo được Không phải hòa bình Hình như nó hôm qua nó bảo là tuyên quang <laughs> Tuyên quang Đây là cái cây mà các bạn Mà mà khi lên chậu thì nó tán phải phải cắt cụt Đây chẳng qua là nhãn cắt cụt thôi Nhưng mà tí ra kia cho các bạn biết Thứ nhất là các bạn làm cây hoặc là mua cây Các bạn phải hiểu là cây để để cây đánh thẳng hay cây 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 như này gọi là cây đánh thẳng này nó đang ở dưới đất hoàn toàn Đấy, về thì nếu mà các bạn đánh thì các bạn phải cắt cụt cái tán nó đi Đấy, cây bưởi nó còn to như thế này luôn nó là hàng đánh thẳng còn xoa mấy cây đánh thẳng mấy cả cây dâm ủ mấy cả cây lại còn dây dâm ủ xong lại còn cây nên chậu nữa thì làm sao mà nó so sánh được ở quê tôi thì nói thật ra là nhãn mấy cả cây có múi là sẵn chứ chả việc gì mẹ thì phải lên tuyên quang cả mấy ông tuyên quang ông khè mình nó nó bán những cây chậu chanh ở trên chậu để người ta có cái không gian người ta chơi mới cả người ta bán cho cái người có tiền nó lại đi nó bảo là đắt mấy cả thế nọ thế kia còn bán lẻ nó khác bán lẻ ngay ví dụ như là báo cho các bạn là là một cái cây bưởi nếu mà lấy nhiều ở đây thì có mấy trăm đấy mà, mà đây ở đây như thế này bưởi đây này là, là, là cũng phải ra mủ như cái ở đây là hơn năm rồi đấy nói chính xác ra là nói chung là kiểu lười Chứ nói bảo là cái loại này dâm ủ ở đây 2 năm rồi không ai tin <laughs> Dâm ủ ấy Ủ để cho nó khỏe ấy thôi chứ còn Chứ còn nên chậu thì lại là là, là cái câu chuyện khác lại còn tính cả tiền chậu xong rồi Ví dụ như cây này thì còn nhờ một người hai người ở Chào chào tắc kè nhá Đây Hàng dâm ủ nó khác Khi mà cây này ở dưới ruộng thì nó cũng tán to lắm nhưng mà đánh về thế là cắt cụt Đấy cho nên là các bạn mua cây hay bán cây Các bạn phải hiểu cái vấn đề Đầu tiên là cây của các bạn là đánh thẳng hay cây dâm ủ Và cái thứ hai là dâm ủ xong cho lên chậu Đấy ba cái phân khúc khác nhau Đây này dâm ủ tức là khi mà bới bây giờ nha Các bạn sẽ biết ở trong này nó có một cái bầu Quay bầu rồi Đấy là gọi là dâm ủ Bây giờ ấy cái này nên là không không cái rễ nó ở trong cái bầu ấy Nói chung là dâm ủ nhưng sau nếu mà trồng quá lâu thì nó cũng như cây đánh thẳng thôi Đấy nếu mà dâm ủ thì chỉ khoảng tầm một thời gian thôi Chứ còn bây giờ nếu mà nói bảo là cây này là 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 nó nó vẫn tốt hơn cây đánh thẳng. Tôi vẫn nói trước là cái cây dâm ủ kể cả dâm ủ 2 năm đi chăng nữa thì nó vẫn tốt hơn cây đánh thẳng. Nó rẻ thối ra ấy. Còn khi nên chậu để bắt quả để ấy tết ấy Mấy cây thứ hai ở đây ấy thì người ta có phải là người ta mua tất cả cái khu này đâu. Nếu mua tất được ở đây thì lại rẻ. Nhưng bây giờ ví dụ vào đây người ta chọn một cây thì rõ ràng là phải một triệu hoặc là triệu rưỡi mới bán chứ có phải là là mua một cây xong rồi, rồi, rồi ấy đâu. Hôm qua có con rời bảo là về đây bán cho 500 Nhưng mà bán nẻ thì bọn ấy nó không không bán cho cái giá ấy đâu Và Nguyên đánh nẻ đánh một cây như này đi nhờ người nọ người kia xong rồi đánh xong rồi bê lên Trên trên đầu bò cũng hết tiền Đấy hiểu chưa Các cái loại các bạn khi mua cây ấy, là phải xác định là Phải hiểu rõ cái vấn đề Là cây đánh thẳng hay cây dâm ủ Đấy là nó đã khác nhau rồi Đánh thẳng tức là dễ của cái, như cái cây này nó còn vượt qua cả chân tôi Hiểu chưa? Nó là đánh thẳng Còn dâm mủ tức là gì? Là dễ của nó là hầu như là Là nó chỉ ở quanh quanh cái mô đất này thôi Đấy, nó chưa thể ăn ra sâu ra được Nó gọi là cây dâm mủ Thì nó sẽ an toàn hơn cây đánh thẳng Đấy, còn nếu mà các bạn mà dâm mủ Nhưng mà dâm mủ khoảng 10 năm hoặc 20 năm Thì dễ nó lại ra quá dài ra đến chỗ kia Khi các bạn đánh vào một cái bầu như thế này này Thì nó vẫn bị trột Đấy, cây dâm ủ nhưng thường là dâm ủ khoảng tầm bao nhiêu lâu thì được thì an toàn thì nó 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 đỡ hại cây chứ còn nếu cây đánh thẳng về còn chết đi chứ có phải là ấy đâu các bạn có có hiểu gì đâu còn bên này cũng là cây dâm ủ nhưng mà là là cái hàng để nguyên tay cành ấy để cho người ta ấy công trình ấy thì có những cây còn chết đây này còn nó còn như thế này này còn các bạn đang cứ mẹ cứ cứ muốn cạnh tranh mình bằng giá nhưng các bạn có hiểu đâu Mẹ ngay cái cây đánh thẳng với cây dâm ủ còn không hiểu gì nữa Lại đi so sánh với cây nên chậu với cả cây nên chậu người ta bán Tết Khách hỏi mình là cái vấn đề ví dụ như là bây giờ hỏi chanh Cái chanh bây giờ làm để, để bán Tết nhưng mà người ta hỏi thì cái giá nó rẻ hơn bán Tết thôi Bây giờ ông ngồi ông so sánh là cái giá của các ông là cái, cái một cái cái, cái, cái gọi là 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 cả vườn bưởi nhà các ông đang đang con bưởi đây. Nhưng nó khác nhau ở cả cái ná nữa đây. Để cho các bạn biết cây như thế nào và giá ra sao đây ví dụ như là so sánh ra những cái vườn bưởi bỏ không hoặc những cái vườn cây mà người ta trồng để người ta không chăm sóc gì thì cũng là bưởi cũng là gốc như thế nhưng mà nó yếu dễ cây nó vàng ạch ra như thế này về nó thiếu sức sống và quả thì đấy là như anh em biết là ví dụ như quả nó vồ quả nó bị vồ nhiều hơn gọi là cây hỏng chứ các bạn đừng có so sánh là mỗi mua một cây mỗi gốc và chiều cao các bạn phải hiểu cái đặc tính của cây Thứ nhất là cây nó khỏe hay không Cây đánh thẳng hay cây ra mủ Còn như cái dòng bưởi này thì đúng là Mua về thì làm củi Hiểu chưa Các bạn có biết đâu Nhưng mà lên mạng thì mẹ cứ hổ báo với mình Xong rồi còn Tao 20 năm cây cối rồi Mới thấy nó thế kia Vậy à, mình thì nói thật ra là không lên mạng đâu Nhưng mà 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 lên mạng thì ví dụ như tôi bảo là tôi có 10 năm Ở trong giới này thôi nhiều ông mẹ vừa mới làm cây được có 5 tháng Nên mạng thì nhà vườn chúng tôi là 20 năm kinh nghiệm thế nọ thế kia Rất nhiều nhà vườn Nhất là anh em trên nông nghiệp Chúng nó vừa mới làm phụ hồ mới cả ước mơ là lên thợ chính Xong rồi nghe thằng đéo nào nó nó bảo mở vườn Mới mở vườn được có 2-3 tháng In các vi xong rồi nói với nhau ở trên mạng là Tao làm cây 20 năm rồi Nhưng hỏi cái mẹ thì không biết Mẹ làm cây mới chuyên đi ghép cải tạo Nhưng mà ngay cái vấn đề cây đánh thẳng với cây ra mủ còn không hiểu cái gì làm sao mà ấy được Đi so sánh là cây mình nên chậu để bán Tết Xong rồi khách bây giờ người ta đi yêu cầu Đáng nhẽ bán Tết thì cái cây nó cũng Như năm ngoái là nó cũng phải mười mấy triệu Mẹ nó đi so sánh với cả cây Đây còn đầy thế này Thực ra là những cây này là vẫn là cây dâm ủ đây Cho các bạn biết này Đấy Các con rời cứ lên mạng Mẹ có thể là Vừa mới cách đây 1-2 tháng Vẫn là đang làm phụ hồ đang làm làm thợ thợ gọi chưa đến thợ chính đâu là phụ đấy phụ phụ hồ đấy phụ tức là làm phụ ấy mẹ chưa lên được thợ chính vừa mới làm cây được hai ba tháng nên mạng hổ hổ báo báo là đã có kinh nghiệm 20 năm đây là cái cây này nhá đây là cây dâm mủ này nhìn cái bầu cũ của nó chưa Đấy dâm mủ xong bây giờ khách mua thì đấy lại phải đánh như thế này thì nó vẫn an toàn hơn là các bạn mua cây đánh thẳng hiểu chưa đã dâm mủ ở đây bao nhiêu năm rồi thì các bạn mua cây và bán cây các bạn cũng phải hiểu cái vấn đề ấy cái giá của cây đánh thẳng nó rẻ hơn cây ra mủ tại vì ví dụ như đánh thẳng tức là cái cây ấy ở nơi các bạn đã trồng bao nhiêu năm rồi cây này đánh ở các nơi khác hoặc ở vườn khác mang về đây nguyên tiền vận chuyển xong rồi tiền trồng đây nó đã mất công rồi Không, bây giờ khách mua lại phải mất công đánh bầu xong rồi vận chuyển lên nó khác nhau chưa cho nên tôi đã bảo rồi cây ra mủ nó giá cao hơn là cây đánh thẳng cùng là cây xoài hoặc cùng là một cái cây cùng quy khách như thế cái thứ hai là khi mà Ví dụ như là các bạn đừng hổ báo Đo quy cách với chiều cao để so sánh giá với bọn tôi Tại vì bọn tôi bán cho khách là Bán cho khách cây khỏe, cây đẹp Đẹp từ lá mà Còn những cây xấu xấu mà Nó như thế kia thì mình quay cho các bạn để các bạn hiểu thôi Các bạn có hiểu cái gì đâu Đấy tôi vừa bảo hai cây nhãn kia Đẹp, phát thân, các thể loại Đây. ở đây cho các bạn xem còn tí nữa nói về cái vấn đề đấy hôm nay cũng nói sơ qua cho các ông ý để các ông ấy đỡ lên mạng hổ báo Ở đây sản xuất bưởi là từ đầu này Bưởi mấy các thứ ấy Tức là mua hạt bưởi Cái loại này bây giờ là không biết là Là được mấy xu Tức là mấy trăm đồng ấy Mấy mấy ấy Tức là bưởi này nha mua hạt Xong rồi về, về gieo Thế cái loại bưởi gieo hạt này có tác dụng gì Một là gieo đến khi mà các bà con mua về Xong rồi bà con cho vào bầu ấy Sau một thời gian thì bà con ghép các loại cây có múi khác Ví dụ như là quất này, quýt này cam bưởi diễn à, cam bưởi mấy các thể loại tức là cái bưởi này là là bưởi gieo hạt này này các bạn nhìn thấy chưa tức là là mua hạt bưởi không về gieo gọi là bưởi gieo hạt hiểu chưa đấy này hạt bưởi này nhìn thấy chưa cái loại này rẻ đấy nhưng mà rẻ nhưng mà cũng không thể thể bỏ nó đi được đây các bạn nhìn đây này, này mẹ người ta tính chính danh như thế này mấy ông Mấy ông bán cây mà cứ bảo là kinh nghiệm 20 năm Tôi bảo là tôi đầy những ông Mẹ toàn bảo kinh nghiệm 20 năm làm cây Nhưng mà vừa mấy tháng trước Tháng trước nữa vừa mới làm phụ hồ Nhưng mà mới mở vườn hay là mới làm cây Được có 1-2 tháng nên mạng cứ khè là bao nhiêu năm Đây này Con này là con gọi là con Nhãn nhưng mà chưa biết giống <laughs> Nhưng mà thấy rất là ngon Chiều cao của nó và thoát thân của nó tầm Hơn 3 mét Cá nó rất đẹp đẹp Đấy, mình làm cây nó như thế này cả Mối quan hệ của tôi nó như thế này Mẹ các con rời vừa mới làm phụ hồ Vừa mới nghỉ phụ hồ được có một tháng Thậm chí có 10 ngày Nhưng lên mạng in các visit là toàn tôi đã có 20 năm ba 30 năm kinh nghiệm Trong trong nghề cây cối mới cả thi công Mới thiết kế công trình Ngay cái vấn đề cây đánh thẳng với cây dâm ngủ Còn đéo biết thì, thì nói gì đến cái loại gọi là Các kiến thức về thiết kế về thiết thế thế, thế kia Thế bọn ý mà nếu có ông thuê Nó làm hồ cá còi nó cũng nhận <laughs> Nó cứ nhận thôi Mẹ vừa mới làm phụ hồ tháng trước vẫn còn đi phụ hồ Tháng này đã tôi 20 năm kinh nghiệm Trong lĩnh vực gọi là cây cối Mấy cả cây ăn quả Mấy cây ngoại nhập Mấy cả thi công thiết kế công trình Mấy cả set up uh, khu đô thị Mấy thế nọ kia <laughs> Rất đẻo Đây này bưởi này Tôi nói sơ qua về cái dòng bưởi này nhá Là nói chung là các bạn biết Là ở đây là cái nơi sản xuất Là mua hạt Xong rồi gieo Gieo thì là xong rồi đến cái tầm này là bán cho các bà con sản xuất giống Bà con mua những cây bưởi gieo hạt này để làm gì Hiểu chưa Là để người ta về Người ta rong tiếp lên Xong rồi bà con ghép cam đường canh Ghép bưởi các thể loại bưởi vào cái cây bưởi gốc này này Thì tôi đã bảo tất cả các dòng cây có múi là người ta phải ghép trên cái gốc bưởi này này Thì nó mới nhanh và nó khỏe Đấy hiểu chưa Nhưng mà bưởi này mua hạt về gieo Thì bây giờ giá rẻ lắm nhưng mà thường là bán là cho các bạn không phải Mẹ à, các bạn mà bây giờ bảo là cho tôi hai cây với Cho tôi 10 cây là không làm gì được Tại vì nó rất rẻ Tôi tôi nói chung là tôi không nắm được Nhưng mà giá nó khoảng tầm 20 đồng hay là 200 đồng Hay là gì, kiểu kiểu gì đấy Nó rất là rẻ Các bạn hình dung chưa Với các bạn đang xem nay bây giờ bỏ ra 1 nghìn là cũng mua được ối rồi ôi bọn này <laughs> Bỏ ra 1 nghìn đồng ấy Là mua được ối rồi ôi bọn này nhưng mà so ra cái quy mô nó tầm vạn đầu vạn với cả còn bên kia nữa cơ thì nếu mà bán trăm cây một thì thì không bán thật nữa là 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 ấy cho nhiều khi các bạn mua số lượng này anh anh báo giá đi em mua số lượng mua bao nhiêu cây mua 10 cây <laughs> 10 cây đấy nếu có bán hay không thật đây đây, bưởi bưởi gieo nhưng mà chính cái bưởi gieo hạt này nha là nó cái dòng bưởi gai đây tôi ra đây cho các bạn xem nó cũng là cái mô hình kiếm tiền các bạn được cái xem nay like của tôi tôi toàn khuyến khích các bạn làm thôi chứ không khuyến khích các bạn xem nay like và lên mạng hổ áo Mẹ theo kiểu vừa làm phụ hồ tháng trước vẫn thấy phụ hồ Tháng này mở được cái vườn hay là đi làm cây, làm thuê chém mướn ở đâu Đã lên mạng hổ báo là tôi 20 năm, thậm chí 30 năm kinh nghiệm trồng cây mới thế nọ thế kia Hôm qua vì cái vụ ấy đấy Mẹ chúng nó có còn không phân biệt được Đâu là, là 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 cây đánh thẳng, đâu là cây 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 dâm mủ Đâu là 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 Đâu đâu là cây trên chậu trên tết Đây Đấy vẫn còn hạt bưởi này Đấy đây tôi nói sơ qua nhá thì tại sao bà con sản xuất cái dòng bưởi gieo hạt này bưởi gieo hạt này để, để các cái nơi khác hoặc là bản thân mai sau rong ra một cái cũng một cái ruộng như này này xong rồi đóng vào bầu bầu xong rồi ghép đợi nó phải to lên cơ nó phải to bằng cái tầm tầm như kiểu điếu thuốc ấy thân bằng điếu thuốc ấy ghép quất này ghép các cái giống bưởi khác này ghép uh, cam này ghép quất quýt các cái dòng cây có múi thậm chí ghép cả phật thủ Đấy, có cái đặc trưng là Phật thủ thì ghép trên bưởi Tức là Phật thủ nó ở trong cái ý đấy Cho nên ngày xưa các ông ấy bảo là ghép ngũ quả Tức là năm loại khác nhau trên gốc bưởi này Nhưng mà thị trường người ta không không như thế đâu Thị trường người ta không thích như thế Còn các cái rong bưởi gieo hạt này nó được cái nó có gai Mà cái hoa nó rất thơm và hoa bông trùm Đấy, còn đấy các bạn nhìn đây này Cái loại mà gieo hạt thì nó được cái là cây nó khỏe Tại vì nó có cái rễ cọc đấy, nói về các cái đặc tính mà mà của nhân giống cây trồng thì các bạn có thể là cắm cành này chiết này ghép này thì là ghép từ trước đến nay thì đến Việt Nam mình bây giờ là tầm đến những cái năm gần đây ấy khoảng tầm 10 năm gần đây thì đến 95 là bà con sản xuất giống bằng ghép tại vì nó sẽ được cái bộ dễ cọc nó ăn sâu xuống dòng lòng đất hiểu chưa và cây nói chung là cây nó khỏe và nó bền cây khi các bạn ghép một cái giống bưởi ví dụ bưởi đào vàng hoặc bưởi các thể loại bưởi ấy vào trong cái cây như cây, cây 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 gieo hạt này thì cây nó bền cây nó bền cây còn nếu các bạn chiết đi thì chỉ được cái rễ chùm thôi nó không được cái rễ cọc đấy cứ nhổ nó lên xong này đào chôn nó xuống <laughs> à, có các ông ở trên mạng các ông hổ báo lắm mẹ mình à, tôi đây 20 năm làm cây mới thế nọ thế kia à, cứ như làm bà hỏi ra 20 năm kinh nghiệm làm cây thì bây giờ mày bao tuổi à giờ mới có 15 16 còn trên mạng cứ hổ báo cho cười lắm còn nhiều thứ lắm nhưng mà tôi để để à cho các ông nghỉ đấy có cây nhãn kia cũng thoát thân rất là túi bụi ở quê tôi thì được cái nó nhiều nhãn nhưng mà kiểu mình ấy ấy thích cái kéo ông đặt ngô tượng bán <laughs> à, để hôm qua hôm qua làm cho 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 bọn ở trên mạng nó hổ báo quá mày mày xin tao chưa mà quay tao chả phải xin thằng bỏ mẹ nào ở đây cả thật nó cứ thằng nào lên mạng cũng thế mình quay cái gì nó cứ bảo là nó bôi, bôi xấu mình hoặc nó hạ thấp uy tín mình nó bảo vườn của tao đấy mới vườn của ông anh tao đấy mới cả vườn của bố tao đấy Mày đã xin phép tao chưa Chúng mày tuổi gì Mẹ Chẳng nhẽ bây giờ bảo tao đang ở đây chúng mày ra đây xem là thằng nào đủ bản lĩnh ra đây mày à, Mình không phải hoạt giang hồ đâu nha Nhưng mà kiểu bọn ở trên mạng ấy nó thừa hơi ấy Có những cái mẹ bây giờ Cứ nhận vơ nhận vờ Đây còn cái cây này cái hoa ban Bọn bọn ở trên mạng nó ảo lắm Trên trên mạng nó nó sống ảo nó quen rồi không Quang thế trong cái vụ đấy như thế thằng kia nó cứ bảo là nó 20 năm kinh nghiệm thế nọ thế kia à, cả xoài nữa nhá rất nhiều thứ linh tinh xem mọi nhưng mà bây giờ làm gì có quả xoài ờ, hôm nào các ông cho ngô để lên nên chu hay nên chậu mà bán tết <laughs> nên nên chu với nên chậu mà bán tết nhiều nhiều thứ hay lắm cải bắp rồi các thứ linh tinh nè đéo yeah, có xoài có anh về ăn cái anh ăn cơm đi không đi thì là là đấy đây ăn cơm đi em bây giờ em phiêu du lung tung này ừ. cũng xoài cũng như là quả bé lắm ăn thế này chả bỏ rắt răng cũng cũng nâu vết rồi đây ra ngủ ở đây nâu cũng nâu khứt hương khượt thôi ừ thì thôi thì thị trường nó ế thì nó ế oh, chung các cái này mà anh để nuôi to không cái này nó làm gì các cái bọn cụ cái kìa à bụi kia thì bán hết rồi còn mấy cây hôm nay lại đéo cho ra được đây này về đây dâm ủ cũng phải tầm như thế này Ô mà nó lớn nhanh phết nhỉ đúng là mô hình làm giả ăn thật ờ hóa ra là vẫn thế trước cũng được kính 20 hơn năm rồi tôi cho các ông nghỉ nhá tôi đi phiêu du tiếp đây xoài xoài này nhưng mà tả thập cẩm thế này thì làm gì, gì biết xoài gì bây giờ ngày xưa là bà con hay bị úp xoạt ở trên nông nghiệp là bà con trồng giống xoài đài loan xoài xoài đài loan chúng cả ta thập cẩm các giống mấy cả nói chung là khi người ta mua về người ta trồng ở nhà mấy các thứ ấy người ta yêu cầu là cây xoài xong rồi quả sai là được chứ còn bây giờ mà 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 mua xoài giống chuẩn ấy thì nói chung các bạn phải mua cây bé chứ bây giờ nó qua tay hàng mấy người rồi hàng, ngày hàng đưa này hàng kiểu được cái là hàng hàng ra mủ ấy hồng xiêm vừa rồi tự nhiên nó lại đang ế nó thành ra sốt biết đâu xoài sắp tới cũng sốt thì sao ôi cho các ông nghỉ đi nhá gọi là trầu á à chưa về gì bây giờ mới đi kiếm ăn không ông này bảo đi về giờ ra kiếm cái gì tôi tôi định mua hoa quả đây này cho các ông xem nhá à, tết như các ông gọi là đi đi làm như này có phải vui không mỗi ngày đi làm là một ngày vui này <laughs> định uh, mua cái roi nhưng mà ở đây bây giờ hết roi rồi đây đi uh, một quá trình đi uh, tôi như kiểu là tôi ơ oh, à đây hai chai nước này đây nhá, nước này mang đi để uống này Ngày xưa là còn pha cà phê xong rồi cho vào cái chai 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 nước uh, cân rưỡi, à uh, nít rưỡi này Để vào ngăn đá Xong rồi mang đi cả ngày nó mới tan đá Về bây giờ lại phải có cái bài ý tại sắp đến hè rồi Nho đây này, này nhưng mà định mang cả cái gì nhỉ Định mua cái cân roi ấy Các ông cứ hổ báo là mẹ gì đi tới đây vừa đi làm vừa đi Các thể loại có video cho các ông xem Vừa đi vừa như kiểu đi du lịch ấy Sướng như ma làm ấy Hiểu chưa ôi được rồi cho các ông nghỉ ông kia ông bảo là chỗ tao gì mua nhiều lắm trồng trước nhà gần như nhà nào cũng có toàn cây cổ thụ mày xem xem mày bắt mối đi xong rồi mỗi cây tao cho mày năm chục khoe khoe các mối quan hệ cái gì đó đâu đi ô tô say xe lắm chỉ đi xe máy này thôi đi ô tô say xe lắm cho các ông nghỉ nha đấy tức là đi đi, đi đường cái này, này ôi là hai chai sờ tinh dâu bọn nó bảo là sờ tinh dâu như này là là chứng tỏ người nghiện đây này tôi cũng chả biết có phải nghiện không sao? Nó có nước trong mấy cả cái thứ hai nữa là nho này định mua roi đi đường ăn này à. nhưng mà hôm nay hết roi rồi anh ăn cơm nhá ờ làm con ngựa hay đấy nhở ông này ông bảo là làm con ngựa <laughs> đi ngựa xong rồi đường sau đít để buộc buộc cái túi buộc cái túi đường sau này mang phân được về <laughs> đi cho cho đi ấy đây làm một nghìn nẻ hơn buôn <laughs> đi, cho câu nghỉ đây